Theo chuyên trang về giá xăng trên toàn cầu có tên là Global Petrol Price, giá xăng bình quân tại Việt Nam hiện nay đang thấp hơn khá nhiều so với thế giới. Nếu như mức giá xăng bình quân của thế giới là 0,96 đô la một lít, thì giá xăng tại Việt Nam là 0,7 đô la một lít, tức thấp hơn mức giá thế giới 27%. Riêng giai đoạn từ đầu tháng 11 năm ngoái đến ngày 8 tháng 2 năm nay, bình quân giá xăng Việt Nam là 0,78 đô la một lít, cùng trong khoảng thời gian này. Nếu như mức giá xăng bình quân của thế giới là 0,96 đô la một lít thì giá xăng tại Việt Nam là 0,7 đô la một lít, tức thấp hơn mức giá thế giới 27%. Riêng giai đoạn từ đầu tháng 11 năm ngoái đến ngày 8 tháng 2 năm nay, bình quân giá xăng Việt Nam là 0,78 đô la một lít, cùng trong khoảng thời gian này giá trung bình của thế giới là 1,18 đô la Mỹ, tức thấp hơn thậm chí đến gần 34%. Hiện nay giá xăng RON 92 đang ở mức hơn 14.700 đồng một lít, tức là mức thấp nhất kể từ năm 2009 đến nay tại châu á giá xăng việt nam cũng thấp hơn nhiều nước như trung quốc hàn quốc thái lan lào campuchia và singapore cũng theo trang global petroprice thường thì giá xăng tại các nước phát triển đắt hơn còn ở các nước chậm phát triển hoặc là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn thì xăng thường rất rẻ tuy nhiên giá bán lẻ xăng dầu còn phụ thuộc vào chính sách thuế phí trợ giá của từng quốc gia